Nguyễn Phương chi 200 triệu đồng để sang hàng giao kéo lần thứ 6. Quế Phương cho biết lần này cô sửa mũi cho hợp phong thủy và cũng để có được dáng mũi đáng mơ ước như Song Hye Kyo. Không như những người đẹp khác của showbiz, thường giấu giếm chuyện giao kéo để nâng cấp nhan sắc, Quế Phương lại rất thoải mái công khai chuyện từng can thiệp thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình của mình. Mới đây nhất, cô tiếp tục gây bất ngờ khi tiếp tục chi 200 triệu đồng để sang hàng sửa mũi. Đây là lần thứ 6 Quế Phương giao kéo bộ phận này trên khuôn mặt. Lý do khiến cô quyết định sửa lại là vì mũi cũ không hợp phong thủy. Không chỉ thế, cô còn rất yêu thích dáng mũi của Song Hye Kyo nên quyết tâm sửa để có được chiếc mũi ưng ý. Còn nhớ vào tháng 5 2017, Quế Phương gây sốc toàn tập. Khi công khai thông tin cô vừa đập mặt xây lại tại Hàn Quốc, Quế Vân đã thực hiện một loạt các cuộc phẫu thuật như hạ gò má, gọt hàm, mở khóe mắt, độn silicone dưới khóe mũi để không còn rãnh mũi, hút mỡ phần má, rồi bắn laser để tan thịt cơ mặt. Hai tháng sau đó, Quế Vân tiếp tục chi 400 triệu để sửa mũi và lấy mỡ đùi để lọc tế bào gốc rồi cấy lên mặt và cổ. Ai nấy phải công nhận sau khi can thiệp giao kéo, dung nhan Quế Vân xinh đẹp tươi trẻ lên thấy rõ. Cách đây một năm, Quế Vân cũng đã không ngại đập mặt xây lại, nhan sắc cô được cải thiện trông thấy.